Quý bác, quý chú, quý bao dường cùng các cháu đời ngoài,
Kính thưa quý vị, cây vượt cội sống tồn thân lá, nước trong nguồn bề gạo không sâu, chữ trung chữ yếu làm đầu, ai không tâm niệm vì đâu có mình. Nhờ thiên tổ an ninh bảo hộ, dù cháu con tiến bộ trưởng thành, bèn già trai gái yên lành, phải họ thịnh vượng gia đình yên vui, cao cỏ gạo không tê, lá rơi về cội người về tổ tông. Nghìn năm sau đổ dòng vài bài trong gia đình trên đỉnh dưới vườn, trong họ hàng bắt những thái hòa, chúng hồi tổ thẳng mua hoa, non sông gặp hồi sâu ca thái về đô lên tiệm lại từng đường, cả tiêu cùng cùng theo hàng, tình ăn tích đề kiếp đang cùng nhờ cầu tử phù vàng lên, tổ tiên bỏ hồ dẫn minh đồ đi. Một năm trôi qua, bộ phái xây dựng thành công ngôi từ đường. Hôm nay mùa xuân Bình Tân 2016 lại về, chú bác con cháu đổi ngoài yêu đề để từ về phái ấm từ đường. Phái ban họ Việt Văn tổ chức trang nghiêm đại lễ khánh thành, ban tổ chức đã tiến lễ đạt thành, kính mời bộ tộc bộ phái trang nghiêm thành tâm cùng cố các công mà tiếng vui
tâm ma phòng thân na khai hàng hầu đổ nguyên quang mùa hành liệt vì tôn thần ma bạch ma tôn thần biến ma hành khiến ma hành tinh na chi thần nhất thiên là âm binh là bồ hòa đồng lái là phù hòa thế thương là ngưỡng thứ là phù vọng thank you.
đại lễ khánh thành tam phái hoàng hiền văn hành từ biên mạng, kính mời hội đồng hương tập hiền văn quý ông quý bà quý ông quý dường cùng con cháu nội ngoại an toàn hùng lương. Hay lời ban tổ chức xin trân trọng kính mời hội đồng hương tập quý ông quý bà quý chủ quý bác quý ông quý dường con cháu nội ngoại đúng vào lúc 5 giờ sáng ngày mai để đánh đế 6:30 để các ban khánh thành và tước tiền riêng. Kính mời quý vị con nhìn.